sẽ khó mà rời mắt. Thời điểm này, với sự xuất hiện của một trong những đội ghe được xem là hàng đầu của đồng bằng sông Cửu Long, đội ghe mà bất cứ một hội đua nào, một giải đấu nào cũng mong muốn sự tham gia của anh em Càng Long của Trà Vinh, BC Vararam, Càng Long Trà Vinh bên phía khán đài trong trang phục quen thuộc màu xanh, cùng với chiếc ghe một con rồng xanh chạy dài, và cùng thi đấu với BC Vararam trong trận thi đấu này, đó là ô chung của ngã năm. Một bản đấu mà như Quốc Khởi nói cũng giống như là bản hát, sẽ cực kỳ khó khăn với những đối thủ được đánh giá khá là cao. Trong bản đấu này chúng ta thấy có ô chung, đặc biệt là BC Vararam Càng Long, Tam Sóc và Trà Cuồng Một. Ở trận thi đấu đầu tiên, Càng Long chúng ta thấy rất là quen thuộc, những vận động viên nhịp dầm, chiếc ghe, tư thế ngồi của người đội trưởng, tất cả rất là quen thuộc. Xin chào đón Càng Long của Trà Vinh trở lại về dòng sông Mát Bro. Và hiện nay anh em vẫn đang là một phong độ giống như những lần anh em xuất hiện ở đây, rất là nhịp nhàng, rất là đều đặn. Những cánh tay lực lưỡng với màu xanh đặc trưng đang đưa ghe mình lao nhanh về trước. Bạn đối diện bạn khởi hai cứ thả tụng hòa bạn chiếc bạc đạc sẽ bắt cầm tụng hòa vật bị xây và ra ram Càng Long nó kẹt tự nhiên của bạn bắt đánh chẳng ngay trong bộ cầm tụng hòa vật ở chung mà ram bệnh chết thì rung khách ngàn năm ở bộ sát tùa cầm tụng hòa vật bị xây và ra ram bạn một đọc sẽ bắt chứ bắt sẽ bắt thấy bắt đánh chẳng ngay mà đoàn tiết dựng năm của số ở bộ sát tùa cầm tụng hòa vật bị xây và ra ram Càng Long khách Trà Vinh các bạn giúp nha lực trong tụng hồ vật ở chung mà làm bệnh chết mọc ẩm bí tiêu mà khá đôi chất nâng cao lạp đô cứ tập trong tụng hồ vật bệnh tập quân trong tìm mùi các bạn giúp nha lực trong tụng hồ vật ở chung mà làm bệnh chết tiêu rung khách ngàn năm đó là những khuyến thả trong tụng hồ các bạn chung khuyến khả năng chơi không chụp bọc xe phát dân bàn khởi hơi cứ thả trong tụng hồ không lực bật quốc tiếp bí bật quốc làng dạng chốc chất cứ thả chụp bọc trong nà để cháy nàm bấy ai nè mùi lớp nâng sừng khâm cô bật quốc không phải xe bố thả nông đà ràng buôn túc túc để thua cho nạp tiếp bấy để ai sừng khâm chát nốt cô nông bật quốc bần to nếu cho trong tụng bị xây và ra ràm khách cho dân bàn tụng bị xây và ra ràm khách cho dân chúc chúng mình cầm tụng hoa vật tập bọc sắc đạt vật tập bọc sắc sắc mấy tù bị say và ra đám tập bọc sắc. Và bây giờ là bị say và ra đám Tam Sóc của Mỹ Tú. Tam Sóc sau khi để thua Trà Côn ở lượt trận vừa rồi, anh em phải rất nỗ lực ở lượt trận này, nhưng khoảng cách hiện nay là quá xa, có thể nói là như vậy. Đội ghe trong trang phục màu xanh, những tay bơi rất là lực lưỡng, một lần nữa trở lại với dòng sông Mát Bro và đang thể hiện một phong độ cực tốt. Càng Long đang hướng đến chiến thắng thứ hai của mình, một chiến thắng lần này khá là nhàn nhã, cũng giống như những lần anh em thi đấu bảng ở trên dòng sông này. Chúng ta thấy cách bố trí của một đội ghe hết sức là đều, từ những tay bơi ngồi, đứng và tổ lái nhịp dầm hết sức là đều, chiếc ghe thì cứ băng băng như thế mà quát tập bọc sắc bàn đục nha lực trong tụng hồ vật ở chung mà làm bệnh chết là tập hóa cái ta tụng hồ vật tập bọc sắc chua chia tầm nặng nặng lệch bay nông ra đang ấy là bay đục chạm ca chạp nót ai nâng bên ca sừng khâm chô bật quốc nông thái chạy ai cú bà năng bật to đây cầm bóng thay đồng ná ca rồi viên trâm tụng hồ vật bệnh tập quân trâm tìm mùi nó chuốc chung vân trâm tụng hồ vật bị say và ra đàn khét thời gian បាទទូកតាំងពីនេះកំពុងធ្វើមកកាន់ខ្សែប្រត់ហើយទូកតាំងពីនេះក៏ធ្លាប់ជួបគ្នាច្រើនដងដែរមកហើយតើលើកនេះបើតាមយើងទស្សនាគឺថាក្រុមទងវត្តវិស័យវរារាមហាក់ដូចជាមានប្រៀបលើក្រុមទងវត្តពេជ្រតពួនក្រុមទី1នេះជា trận đấu một trận đấu nếu về phong độ rất đáng để chúng ta chờ đợi, một trận đấu khoảng cách sẽ không xa như những gì đang diễn ra trên màn hình. Mặc dù đó là Càng Long, nhưng chúng ta nhớ là Trà Cuồng Một cũng không phải là yếu. Tuy nhiên, thời điểm này thì chúng ta thấy rõ ràng một khoảng cách quá xa giữa Càng Long và Trà Cuồng Một. Tuy nhiên, nhìn tay dầm thì chúng ta thấy rõ ràng là anh em Trà Cuồng chưa tung hết sức trong trận thi đấu này. Một trận đấu mang tính chiến thực. Nói gì thì nói, hiện nay
Càng Long. Vẫn như mọi khi, anh em bước vào trận là quyết tâm cao, vẫn dung dúc với các robot này chấp tăng. Chúng ta vừa chứng kiến một trận đấu hết sức hấp dẫn giữa Điều Muôn của Bạc Liêu và Bouthisara của thành phố Sóc Trăng. Điều Muôn của Bạc Liêu và Bouthisara của thành phố Sóc Trăng. Một trận đấu cực kỳ hấp dẫn cho đến khi hai đội về đích. Và lúc về đích thì chúng ta đã nhận ra rõ ràng chiến thắng đã thuộc về đội ghe đến từ tỉnh bạn Bạc Liêu. Xin chúc mừng Điều Muôn của Bạc Liêu. Anh em đã rất xuất sắc ở giải năm nay. Và bây giờ trên màn hình đó là Càng Long của Trà Vinh, Ronoka của Châu Thành. Và với những gì đang diễn ra, chúng ta cũng thấy rõ ràng phản ánh đúng về phong độ của hai đội ghe này ở thời điểm này cũng như những năm gần đây. Mặc dù năm nay Ronoka của Châu Thành có một sự đầu tư khá là lớn, anh em tập luyện miệt mài với một chiếc ghe đóng mới, nhưng trước một Visay Vagaram Càng Long quá dũng mãnh, một trong những đội ghe hàng đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cho nên anh em khó mà làm nên chuyện. Với những gì đang diễn ra, chúng ta thấy phản ánh đúng với phong độ. Và Bodoka cũng đến với vòng 32 đội này bằng chiếc vé vớt vào chiều tối qua và trước một đối thủ quá hùng mạnh ở mùa giải năm sau. Một lời cảm ơn và một hồi hẹn anh em ở Ốc Bóc 2023. Mặc dù ở nửa đường đua là chúng ta thấy là tôm núp 2 đã vượt lên dẫn trước và khoảng cách ngày càng xa càng xa. Tôm núp 2 nhà đương kim vô địch đang thể hiện một phong độ cực tốt ở giải năm nay. Và bây giờ là Càng Long, một đội hình cũng gần giống như một đội ghe vừa xuất hiện, một đội ghe vừa vượt qua đích đến. Càng Long và Tôm núp 2, chúng ta nhìn đội hình, nhìn màu áo có những nét gần giống nhau luôn. Càng Long cũng trong trang phục màu xanh, thân ghe là một con rồng chạy dài, và với khoảng cách này chúng ta thấy cũng gần giống như trận đấu trước đó luôn. Tôm núp 2 vừa có một chiến thắng quá là dễ dàng trước Điều Muôn của Bạc Liêu, và bây giờ Đai Âm Bu vừa vượt qua người anh em láng giềng của mình, đó là Ombuia 1, với một phong độ xuất sắc. Nhưng trước một Càng Long, đội ghe đẳng cấp của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có lẽ anh em cũng khó có thể làm nên điều bất ngờ. Một chiến thắng vừa rồi, một chiến thắng trước người anh em láng giềng đã thắp lên niềm hy vọng cho Đai Âm Bu. Nhưng trước một đội ghe đẳng cấp như Càng Long thì rõ ràng là một nhiệm vụ quá tầm đối với anh em. Và chúng ta thấy rõ ràng ở đích đến, Càng Long đã vượt qua một khoảng cách an toàn. Chúng ta vẫn cứ tài dân cua tốt sân à, cứ tài và ra Càng Long tài dân. Mình chúc cho mình tụng hoa vọt nó lên đang xây ông kho bị xây và ra ram tài dân. Và bây giờ trận đấu sau cùng của loạt trận tứ kết, mà chẳng khác nào là một trận chung kết. Ông Kho và Càng Long. Ông Kho bơi bên trái màn hình trong trang phục màu tím, Càng Long màu xanh quen thuộc, con rồng xanh chạy dài với những tay bơi lực lưỡng trong trang phục màu xanh lá cây. Hai màu áo, hai đội ghe truyền thống đã tạo nên danh hiệu, thương hiệu của mình. Ông Kho màu tím, Càng Long màu xanh, hai đội ghe vẫn còn rất là so kè. Trận đấu tái hiện trận bán kết của Ốc Bóc 2019. Ở trận đấu đó chúng ta nhớ là giữa hai đội cũng bám đuổi nhau như vậy, và ở mét nước cuối cùng thì Càng Long đã vượt qua ông Kho. Bây giờ hình ảnh này, hai mũi kiếm đang lao vung vút về phía trước một lần nữa lặp lại. Hai đội gần như đang cân bằng với nhau. Ông Kho và Càng Long, ông Kho và Càng Long, ông Kho màu tím, Càng Long màu xanh, ông Kho màu tím, Càng Long màu xanh. Hai đội đang bám đuổi quyết liệt. Những hình ảnh của 2019 bắt đầu tái hiện trong năm nay 2022. Hai đội vẫn đang bám đuổi quyết liệt, chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Ông Kho đang tạm thời nhỉnh hơn một chút so với Càng Long. Hai đội đã bước vào khán đài chỉ còn khoảng 10, 8, 7 mét nữa thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra? Ông Kho và Càng Long vẫn đang bám đuổi quyết liệt. Ông Kho và Càng Long, ông Kho và Càng Long, chúng ta cùng chơi xem. Ông Kho và Càng Long, một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Và bằng mắt thường có lẽ là chúng ta đã nhận ra đội giành chiến thắng trong trận thi đấu này. Chúng ta xem lại, chúng ta xem chậm lại và chờ kết luận cuối cùng của trọng tài. Nhưng bằng mắt thường có lẽ anh em đã nhận ra ông Kho đi sau so với Càng Long. Nhưng khi đến đích đến, chúng ta thấy rõ ràng ông Kho đã chạm đích trước Càng Long.